Anh làm biên bản em bị tội gì? Điều khiển phương tiện đi ngược chiều xong đường một chiều. Đi anh trích xuất hình ảnh cho em. Anh đã nhắn với em rồi. Bây giờ anh là biên bản. Anh là Quang biên bản này, Quang này, Quang này. Dạ vâng. Cái việc anh xác là biên bản, đấy là việc của anh. Dạ vâng. Việc chứng nó với bạn đấy là sau khi em đến em xử lý. Ô ô. Nhá. Tại thời điểm anh phải chứng minh chứ. Anh cứ lặp lại. Em ơi. Em sao anh đã nói với em rồi. Anh đã giải thích với em rồi. Dạ vâng. Thông tư 01 nhá. Đúng không? Anh ơi, anh phải chứng minh. Tức là tại thời điểm khi anh này dừng xe em, anh chỉ đi có một mình. Anh nhá. Sau tại thời điểm anh này dừng xe với em, anh có một mình cần thiết để trích xuất từ camera ở các ở đây. Điểm đấy không quan trọng. Được chưa? Em ạ. Tại sao không quan trọng ạ? Bọn anh đi 3 người. Không ạ. Tại thời điểm dừng xe của em là chỉ có một anh cái anh Phạm Trung Hà 68349 này. Cái việc ngăn chặn hành vi vi phạm. Dạ vâng. Đấy là việc cần thiết. Còn việc tổ công tác anh là tổ trưởng ở đây. Dạ anh vâng. Đến anh giải thích và anh làm việc với em. Nhưng mà tại sao cho anh hỏi tại sao thời điểm dừng xe em có chỉ một người thôi ạ? Cái đấy có đúng quy định không ạ? Đúng quy định. Dừng xe có một người tại thời điểm tổ dừng xe anh đang làm việc có một trường hợp khác không anh thế thì sao anh có quyền thế thì làm sao có quyền anh sao lại không có quyền em tại thời điểm anh dừng xe anh ấy dừng xe của em ừ. Thì bắt buộc là phải có hai đồng chí đúng được rồi, chưa nhất trí chưa thế tại sao thời điểm anh dừng xe tại thời điểm bọn anh và đòi hỏi giấy phép của em là chỉ có một người ạ anh nói này tại thời điểm mà anh đi tuần tra gồm 3 người dạ vâng trong quá trình anh và đồng chí Nghĩa đang làm việc có một trường hợp khác đồng chí Hà là người đi trước và phát hiện ra lỗi vi phạm của em. Ôi, nghe anh giải thích. Dạ vâng. Mọi hành vi vi phạm hành chính đều phải được phát hiện và ngăn chặn ngay lập tức và được kịp thời đúng không? Đâu ạ? Thế tại sao lại không đi hai người ạ? Em nhá. Luật xử lý hành chính quy định rồi nhá. Nghị định 100 quy định rồi nhá. Mọi hành vi vi phạm nhá là phải được ngăn chặn kịp thời. Cái việc đồng chí Hà phát hiện em. Anh ơi, anh đang xử lý lỗi vi phạm hành chính đây anh ạ. Chứ không phải là anh bắt tội phạm hay là như nào mà ngăn chặn kịp thời. Đấy là quy định của pháp luật nha em nhé. Tại thời điểm anh dừng em chỉ có một người thôi anh ạ. Em có thể lên mạng em gõ ngay hành vi vi phạm hành chính phải như thế nào nhé. Lực lượng công an phải như thế nào. Thứ nhất em không biết anh là ai. Tự nhiên anh đi có một người. Anh là người mặc sắc phục. Dạ vâng. Anh có số hiệu, quân hiệu. Thế tại sao thời điểm dừng em chỉ có một người? Tên có tuổi và anh giới thiệu với em rồi. Anh là tổ trưởng đội cảnh sát trật tự của công an phường Hòa Văn Thụ. Đúng không? Tổ công tác của anh gồm 3 người. Đây, đủ 3 đồng chí chưa? Và từ nãy đến giờ đây các bác này, các tố, các chú này, tất cả mọi người đều chứng minh. Đều. Anh làm việc công khai, đúng không? Anh giới thiệu đàng hoàng. Thế anh có người dừng xe không ạ? Anh có người dừng xe không ạ? Từ nãy anh làm việc với anh là tổ công tác. Nhưng anh đang là người dừng xe. Anh là tổ trưởng ở đây và anh có trách nhiệm, đúng không? Anh này là người dừng xe em cơ mà. Anh Phạm Trung Hà đấy cơ mà. Anh Hà dừng xe em, anh có thể anh cũng là người cũng nhìn thấy em cơ mà. Tại sao lại vô lý thế ạ? Anh nào dừng xe thì anh là làm việc với em. Đâu có phải là ai dừng xe mà tại sao anh đi một mình anh chỉ giải thích cho em thôi còn anh đi 3 người không phải đi một mình tại thời điểm dừng xe chỉ có một người tại thời điểm kiểm tra anh là em là bây giờ đồng chí Hà đi trước anh làm mất rất nhiều nếu bây giờ em tại thời điểm này chính em đang gây khó dễ cho bản thân em chứ anh không làm cái gì khó cho em cả em nhé đúng không cái thứ nhất bây giờ lỗi vi phạm nó chỉ là lỗi vi phạm hành chính nó chưa gây hiệu quả gì hết nếu em chấp hành việc yêu cầu kiểm tra của bọn anh đúng không? Em xác định được đầy đủ cái phương tiện này là phương tiện chính thức này vâng. Bản thân em là người đầy đủ điều kiện điều khiển phương tiện bọn anh có thể sẵn sàng nhắc nhở em em hiểu chưa nhưng Quang. Mà anh cứ chứng minh lỗi cho em rồi em sẽ xuất trình cho anh em từ nãy giờ anh nói chứ em không phải em ngoan cố đây là em khẳng định em làm đúng em ơi anh cũng đang làm rất đúng chứ anh không hề làm sai em hỏi anh thiết tại thời điểm mà anh ấy dừng xe em cãi với em tôi anh Hà rồi cho em rồi Hà đã đi lấy hình ảnh cho em anh ấy dừng xe em chỉ có một mình anh thôi đồng anh chí Hà đã đi anh đi theo đấy. Anh ấy dừng xe ép xe em vào đây được việc đó được nhớ tổ công tác của anh đi 3 người